nhiều người có thói quen uống trà hoặc là cà phê sau bữa ăn. Vậy điều này tốt hay xấu đối với cơ thể? Câu trả lời là tốt. Uống trà hoặc cà phê sau khi ăn được các chuyên gia đánh giá là tốt cho cơ thể. Nguyên nhân là vì trà và cà phê là hai loại đồ uống có chứa chất phytochemical chất lượng. Những yếu tố này hoạt động như chất chống oxy hóa và bảo vệ chống lại sự hình thành của các gốc tự do. Cơ chế này có liên quan đến tỷ lệ mắc các bệnh lý mãn tính, nghiên cứu được công bố trên tạp chí Hóa dược châu Âu. Ngoài ra, việc kiểm soát quá trình oxy hóa sẽ làm chậm quá trình lão hóa. Cả trà và cà phê đều có thể hỗ trợ quá trình tiêu hóa sau một bữa ăn lớn. Điều này sẽ làm giảm số lượng các chứng khó chịu về tiêu hóa. Trà và cà phê cũng có thể kích thích quá trình huy động và oxy hóa chất béo. Chúng có thể giúp bạn giảm cân. Tuy nhiên, điều quan trọng là bạn phải lên kế hoạch tốt cho chế độ ăn uống của mình để phát huy tác dụng tối đa. Thức ăn có nguồn gốc thực vật nên thường xuyên xuất hiện trong bữa ăn thì uống trà và cà phê mới phát huy hiệu quả. Điều đặc biệt lưu ý là bạn cần cẩn thận đồ uống khi gần đến giờ đi ngủ, trừ khi bạn chọn loại không chứa caffeine.